tôi nghĩ nha, là con Phương Hằng không bao giờ nói về thầy Minh Tại gì đâu. Đi biết chắc là nói sau lưng thầy Minh Tại là chỉ có mấy ông hộ pháp thôi chứ không có nói gì đâu. Tôi biết chắc điều đó, chứ cô Hằng không dám nói vậy đâu. Vậy cô Hằng chết. Tôi đã coi cô Hằng từ lúc mà cô Hằng bắt đầu livestream nói về ca sĩ là tôi thấy ok quá rồi. Nhưng mà khi mà xuất hiện thầy Minh Tại là cô Hằng đã không còn ở ngoài thì thầy Minh Tại quá dữ dằn rồi. Thì bây giờ cô Hằng không nên đụng tới thầy Minh Tại. Nếu mà cô Hằng nói về ngày xưa Minh Tệ thì cái lòng yêu thương của anh đó hướng đến cô Hằng đó thì nó có lung lay không ạ? Thì ví dụ nói mình đừng bao giờ mình nghe mà nói thôi, mình phải biết nhìn nhận chứ đừng đó mà bây giờ ai nói gì cái mình cứ theo phương hướng là ví dụ người ta nói cho mình theo không nên, thì mình phải phân tích coi đúng hay sai. Sau lưng ông thầy Minh Tại là chỉ có mấy ông thầy hậu pháp thôi chứ không bao giờ có thằng dám nói gì à. Tôi biết luôn, tôi chỉ cần nghe thôi, nhưng mà người ta bình luận thì tôi chỉ biết thôi, tôi nghe thôi, nhưng mà tôi biết chắc là không bao giờ nói gì sai đâu. Tôi hằng nói ai cũng được hết, nhưng mà tôi hằng thẹn, chứ mà tôi hằng nói với thầy Minh Tại của hậu pháp đó, thẹn chứ tôi nào giờ tôi rất thích con hằng. Cô Hằng đó những câu bắt hủ và thiếu nhiều mà cô Hằng rất là giỏi nha, nó đáp được liền, nó quyết rất là hay. Là ví dụ vừa nói câu đó là nhả câu khác liền, rất hay luôn. Cô Hằng siêu lắm, nói chuyện là quá siêu, nhả chữ mới đông kia mới nhà mới đông tâm mấy đấy, con không bỏ tiền cho nông. Và mong cô Hằng ở đây có thể không có nói gì thay thằng Minh Tại quá, tôi thiện vô quá là tôi là cũng là fan của Hằng nào giờ. Cô Hằng bằng tuổi tôi á. Tôi hại. Như vậy là anh á là rất là yêu mến hai người. Nào giờ, giờ tôi rất là vừa có xuất hiện thầy Minh Tại á. Là tôi đã coi cô Hằng từ lúc mà cô Hằng bắt đầu livestream nói về ca sĩ là tôi thấy ok quá rồi. Nhưng mà khi mà xuất hiện thầy Minh Tại là cô Hằng đã không còn ở ngoài thì thầy Minh Tại quá dữ dằn rồi. Thì bây giờ cô Hằng không nên đụng tới thầy Minh Tại. Như vậy là anh có lời khuyên đến cô Hằng, gửi đến cô Hằng là không nên động chạm đến người tu. Không, cũng được. Ai cũng được. Ai cũng được. Thầy mấy ông thầy kia thì không nói. Thầy kia là quá gạch rồi. Thầy Minh Tại thì chung là cả thế giới là cũng công nhận. Thầy Minh Tại là tới nỗi mà nước ngoài ta còn công nhận thầy Minh Tại mà. Cô Hằng nói thế này. Cái này là nói ai nói là những cái người mà sai trái. Sai trái là thầy như nói mấy ông thầy kia. Mấy ông thầy mà những cái là chung là sàm băng đi. Lại sàm băng đi. Còn nói rõ này mà thằng ma ba đây thằng này nghĩ rồi nói thế thôi. Hiện tại là tại cả thế giới luôn chứ không phải là có. Cô Hằng có không đến nổi, cô Hằng cả thế giới biết cô Hằng là nga chứ không phải thằng đâu. Lúc mà thằng là cả thế giới biết luôn chứ phải riêng nhau. Nhưng mà nói về thầy Minh Tại thì quá dữ rồi, thật sự thôi, cả thế giới công nhận. Còn cô Hằng mấy sạm bánh thì cô Hằng nói không bán, tại người ta ủng hộ cô Hằng. Anh cũng mong muốn là nói ai nói. Nhưng mà theo tôi biết là cô Hằng sẽ không bao giờ nói về thầy Minh Tại gì đâu. Người đứng sau lưng thầy Minh Tại là những mấy ông thằng hậu pháp thôi. Tôi biết cô Hằng nói vậy thôi chứ cô Hằng không dám nói gì đây. Và cái này là em
ví dụ thôi, bây giờ hôm nay là buổi lễ, buổi tổ chức sự kiện Tết Xô. Nếu mà cô Hằng nói về ngày Sư Minh Tệ thì cái lòng yêu thương của anh đó hướng đến cô Hằng đó, thì nó có lung lay không ạ? Thì ví dụ nói mình đừng bao giờ mình nghe mà nói thôi, mình phải biết nhìn nhận chứ đừng có mà bây giờ ai nói gì cái mình cứ theo phương hướng là cái gì người ta nói cho mình theo không nên, thì mình phải phân tích coi đúng hay sai sau này mình mới dạy cái chứ mình có nên với cái mùa hàng là tạo giờ mua hàng nữa cũng rất thích cho hàng đó chị đó là siêu quá anh hàng nhã chữ rất siêu nói là đối đáp đụng liền á giỏi Như vậy là đối với anh là anh rất là yêu mến hai người đó là ngài Sư Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng. Dạ. Nếu mà nói về cái sự yêu mến của anh đối với ngài Sư Minh Tuệ là anh nhìn nhận ngài Sư Minh Tuệ như thế nào ạ? Tại giống như là tự nói là người chân câu rồi. Không dám phân tích tại người sao mình tại chân câu mình chỉ đơn giản mình nhìn thôi, không cần phải mình nói ấy. Có ai ăn được ngày một bữa, có ai đi bộ. Bây giờ tôi thiệt luôn, có dám tuyên bố tự cảm này mới đi ra đầu đường kia đi chinh thống đi nổi tôi thôi như đó thôi. Nếu mà giữa trưa nắng mà mình bỏ cái đôi dép ra mình đi cái đường mà nhựa như thế này không nổi đâu, không cần phải đi hết con đường dài, chỉ từ cổng này đi ra tới đầu đường ngoài kia thôi đi nổi tôi thôi như đó thôi chứ không cần phải là mình nói nhiều đó. Thầy Minh Tại thì giờ đây là đi bộ vô gặp cô Hằng thôi mà đi chứ không đi nổi tôi thôi. Nếu như mà lỡ như không nói đâu đó vô trong cái đó hay có nói về Sư Minh Tại thì cái lòng yêu mà nói về Thiên Minh Tại thì ví dụ nói về cái kẻ phải cái đó là ví dụ là có một câu nào đó cũng như là có nhắc tên hay là có gì cái sai sai về Thiên Minh Tại thì cái lòng yêu nhắc lên Thầy Minh Tại thì đâu có gì đâu, chỉ yêu thương Thầy Minh Tại thì nhắc ra nó chuyện bình thường. Dạ, ví dụ nói về Thầy Minh Tại thì về cái này là thầy tu vậy là không thiệt hay gì đó, mình cảm thấy đấy công nhận mà mình công nhận mà mình đi luôn với lại đi ngược với xã hội. Chứ còn bây giờ cả thế giới nhìn nhận không thấy mà bây giờ tu có hạn nói ngược lại cái là mình thấy là không theo phương hướng đi ngược bánh xe lịch sử là cô cái gì vậy đi ngược bánh xe lịch sử là cô. Như ở trên mạng có đồn đoán là từ khi mà cô Nguyễn Phương Hằng á là nhắc tên ngài Sư Minh Tuệ á là có ý kiến là mọi người yêu thích cô đã quay xe rất là nhiều. Theo anh cái thông tin đó có đúng không ạ? Thích cô Hằng cảm thấy thích giọng đó, thích giọng thôi chứ thực chất là nhưng mà theo tôi nói trong lòng nha, bữa hổm tôi cũng nói với mấy người kia thôi để tới ngày 20 đi cô Phương Hằng nói như thế nào khi mình chưa gì hết mình đánh giá. Nhiều khi cô Phương Hằng nói sau lưng Thầy Minh Tại là những ông thằng hậu pháp rồi sao mình chưa có nghe hết làm sao. Dạ, đúng rồi đấy. Tại vì cái câu đó, cái câu của Phương Hằng là cô Phương Hằng nói câu là mọi người ơi tâm linh là có thật à, cái câu đó nha mình phải nên nhớ là tâm linh là có thật, đừng có coi thường nha mọi người. Thì tôi nghĩ là tâm linh là sau lưng Thầy Minh Tại là có những thằng hậu pháp vậy thôi. Với tôi nghĩ cô Hằng không dám nói bài vì sau lưng Thầy Minh Tại là có ai. Cô Hằng mà nói sau lưng Thầy Minh Tại có ông Thích Tiên Quang không chạy đâu. Dạ rất là cảm ơn. Em cũng rất là cảm ơn anh, chúc gia đình mình đi tham quan Đại Nam cũng như là gặp CEO Nguyễn Phương Hằng thật là nhiều hạnh phúc và vui vẻ trong ngày hôm nay. Dạ em xin với anh thích lúc đầu thích lắm mọi những cái ca sĩ nghệ sĩ gì đó anh khoái. Có Hằng có những câu nói siêu á, đó là có đáp được liền. Mình thì cũng bằng tuổi cô Hằng á nhưng mà cô Hằng nói chuyện quá siêu. Những cái đó đáp được liền hay
gì đâu, nhã chữ siêu lắm. Chứ gặp nhiều người thường như mình là còn nhiều khi cái mình người ta nói mình không có câu để trả lời lại đó. Đó là dạ. Liền giỏi lắm. Dạ. Dạ. Em rất là cảm ơn những lời chia sẻ của anh ạ. Chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Đi Bình Phước á, nhưng mà đi ngang đây phải thương vô đây cái. À vậy ha. Là nãy giờ là gia đình mình có gặp cô Hằng chưa ha? Ở trong mình ở ngoài. À. Bà nghe nói vô gặp cô Hằng có 150, giờ tôi vô gặp Dũng có gặp nào. Vô Dũng giờ ở đâu? Giờ bây giờ là mình nói là vô gặp chú Dũng đi. À. Vậy đúng không? Bây giờ nó mình nói mà vô gặp cô Hằng là tốn 150. Rồi gặp chú Dũng đi. Dạ. Một câu nói hài hước của anh với cô chú anh chị. Thôi em rất là cảm ơn gia đình mình ạ. Dạ em xin phép em đi ạ. À.